Thưa quý vị, chiều nay tại nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Sau hơn một năm rưỡi triển khai, Chính phủ, các bộ, cơ quan, địa phương đã nỗ lực triển khai quyết liệt các nhiệm vụ được giao, ban hành đầy đủ 17 trên 17 văn bản theo thẩm quyền để cụ thể hóa các chính sách theo yêu cầu tại nghị quyết 43. Tính đến hết tháng 8 vừa qua, giải ngân các chính sách hỗ trợ đạt khoảng trên 94,7 nghìn tỷ đồng. Một số chính sách miễn giảm thuế, phí, lệ phí có kết quả thực hiện cao như giảm 2% thuế suất, thuế giá trị gia tăng trong năm 2022, cho phép tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập, chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam cho kỳ tính thuế năm 2022. Chính sách hỗ trợ lãi suất 2% trên một năm tối đa 40.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại. Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị Chính phủ bổ sung phân tích về những khó khăn, vướng mắc, đánh giá khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 5 năm 2021 đến 2025, từ đó đánh giá hiệu quả triển khai các chính sách tới khả năng phục hồi của người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế.